Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách sửa cái nồi cơm điện kim cương. Nó hư cái cục nam châm chính giữa nè, là cái cục khích á, hay còn gọi là cái rè le á. Thì các bạn tháo ba con ốc ở trong này ra và mình tiến hành mua cục nam châm về thay thôi. Cục nam châm này ngoài tiệm điện người ta có bán. Tiếp theo các bạn gỡ cái đế của nó ra. Thì cái cục nam châm này á là lâu ngày quá nó bị sét rồi nè, nó mục rồi, nó hư, nó rớt ra ngoài luôn. Thì mấy cái nồi cơm á, nó cái lỗi của nó là nó hư, nó không cái nhảy nút á, hoặc là nó nhảy sớm á, thì cũng là hư cái cục này. Thì các bạn cứ tháo ra mà đi mua cái cục mới về thay thôi. Ở đây thì nó có cái chữ U á, các bạn bóp lại là dùng cái kìm mỏ bằng á, bóp lại và gỡ cái cục này ra thôi. Này, cái cục này nó mục rồi, nó hư luôn rồi. Rồi, các bạn tiến hành bỏ cục này, mình mua cục mới mình gắn vô nha. Ở đây mình mua sẵn rồi, mình gắn vô cho các bạn xem luôn. Thì cục mới này nó có cái hộp này luôn nè. Cục này của Đài Loan. Đó, thì trước khi gắn thì các bạn gắn từ trên xuống dưới nha, do cái cục hồi nãy là nó bị hư rồi. Và để ý hai cái chấu hai bên nè, khi mà các bạn gắn vô thì các bạn nạy cái chấu này ra cho nó bám cái chấu này lại, nó giữ cái cục nam châm cho cố định. Rồi thì một tay thì các bạn đặt từ trên xuống dưới, và một tay các bạn dùng cái vít dẹp á, các bạn nạy hai cái chấu hai bên á cho nó bám vô cái nồi cơm điện, nó giữ là cái cục nam châm này lại. Và lưu ý khi mà các bạn gắn á, thì các bạn nhớ đừng có cho cái thanh gạt á nó trùng với ba cái chấu nha, nó trùng có ba cái chấu mà khi cái nhắn cái nồi cơm là nó cắn cái đó đó, ba cái chấu đứng á của cục nam châm á. Các bạn lưu ý gắn cái cần gạt sao mà nó cho nằm giữa ba cái chấu đó, không có cho mà nó cắn lên cái chấu đó là nó không có cái ăn cái mặt vít rồi. Rồi thì mình thay xong rồi, bây giờ các bạn gắn như cũ lại thôi, đẩy cái bát cái của cái nam châm lên và mình bẻ ra là xong. Trước khi gắn xong thì các bạn nhớ là gắn cho cục nam châm cho nó cố định nha, không có cho nó xây nha. Để nó xây là lâu ngày mà mình nhấn nhiều lần nó chạy vòng tròn luôn, là nó cắn cái cần gạt á. Đây thì mình thay xong rồi thì bây giờ tiến hành ráp lại thôi. Thì các bạn tháo ra sau thì giờ ráp y vậy là xong. Rất là đơn giản. Thì ở đây ví dụ như các bạn làm nghề thì mình mua lần 10 cái, còn mình ví dụ như các bạn không không có chuyên làm thì mình mua một cái về mình thay ở nhà mình thôi, hai cái thôi, tại vì cái này nó cũng rẻ chứ không có mắc. Rồi mình thay xong mình cắm điện vô mình thử lại nha. Đó mình nhắn nó nhảy như vậy là ok nè. Đó, thì mà để mình đè cái lò xo xuống coi, là giống như cái nồi cơm mình đè lại nó đó, nó nhảy nè, thả ra là nó ngắt điện, vậy là ok nha các bạn. Rồi mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới từ kênh của mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.